mọi người. Đây là cây bông trang con màu đỏ và màu cam. Dọc này là mấy cây chị? Cái ô này mấy cây ạ? Mỗi gì là một cây nè, cây có ý em nói phỏng phỏng như đây là mấy cây à? nhiều cây ấy nha. Dạ. Cũng không biết nữa. Đây có trăm cây không ta? Có đó à. Chị nói hàng này là bao nhiêu cây? Nếu như mua 100 cây thì nhiêu? 15.000 một cây, một cây đó chị tính rồi. Còn cây bự là 20, cây bình đó là 20. Này là có màu đỏ với mà hồng phấn. Hồng phấn nè, là màu đỏ nè. Dạ, vậy là màu vàng nữa đó. Ai, màu vàng bên đây. Đó, vàng đó, cái đọt vàng vàng. Màu vàng đó. Đó, màu vàng nè mọi người. Có cái đọt màu vàng nè. Ừ, đó màu vàng đó. Còn màu hồng phấn nè. Màu đỏ nè. Còn bên đây là màu hồng phấn. Này đỏ nè. Hồng phấn cho mày nè. Màu đỏ. Đó, này hồng phấn nè, hồng phấn lá tròn nè. Mấy này là ra rễ ra tược hết rồi nè mọi người. Trời ơi, rễ dữ lắm, rễ sùm rễ luôn, rễ dữ lắm. Rễ này nó mạnh hết trơn rồi. Này giờ mua nữa tôi cũng mua ly gì tôi vô ăn vậy đó. Bên đó là mấy cái ly. Bên đây có mấy cái lá xoắn. Đây là trang trang tàu, trang thái, trang gì nè ta? Cái này trang trang tàu hả chị? Ồ, trang tàu nè mọi người. Mọi người xem trang này. Trang này được một cái là cái bông của nó, cái bông của nó màu đỏ cũng giống giống như bông thái thường mình, nhưng mà cái lá của nó nè nó xoắn xoắn. Cái này nó đẹp được cả hai luôn. Nó đẹp được cả hai là lá nó xoắn mà dạng như cái quạt gì đó, nó lượn. Rồi cái bông màu đỏ thì nó giống mình đây, nhưng mà cái lá nó lạ. Có nghĩa là nó đẹp cả cái lá và cái bông luôn. Vậy là mấy cái này cây con mấy này là nhiêu cây vậy? Dạ mấy cái xoắn này nè. Mấy cái đó bán cho 10.000 nè. Ờ mấy cái xoắn lượn này, cái này lạ nè. Mà cái này gọi là tên là gì? Trang biết em nói tàu đại chứ cái gì vậy? Trang thái đó mà, cái kia gì đó trang bông trang thái. Thái hả? Ừ, cuối xuân cái nào cũng gọi là có thái bự. Tôi chinh đi chở về tôi chiếc ra kìa, bự cao cũng đi ăn gì nè. Cái trái của nó cũng giống giống nè. Này hồng phấn nè, đúng rồi bên đó hồng phấn. Phấn nè, này đỏ nè, vàng đó. Cái này có khách mà mua sỉ cho chị á. Ừ. Ta mua. Dạ. Yeah. Giờ hình như xen mấy cái lá hẹ ở đây. Ừ, lá hẹ, lá nhỏ. Đây có cái giống này lạ lạ này nha mọi người. Rễ ha, nhổ một chùm rễ dày thòn ở dưới. Dạ, nó có rễ, nó có rễ là tốt rồi đó. Thôi.
mình kết thúc video ở đây. Bye bye mọi người.